过去跟你有着什么关系，但从现在开始，我舍了命也要和你一起抓住他。记住，一定要做个好人，什么时候都来得及。Cao cao một trượng, 20 giờ thứ tư ngày 24 tháng 11 2021 trên K cộng Cine, tối phim hành động duy nhất trên K cộng. Sư chủ ước mơ, là sư mơ. Cái vị trí.容不下怯懦之人，更容不下无能之人。不用理由就会相信，没有力量也要保护的人，阁下难道没有吗？我还真没有。相濡以沫只是家事，相忘于江湖才是心事。真过去也一样有过无法割舍之人，但臣已经决断过了，现在轮到君父了。Hạc lệ Hoa Đình, 18 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên K cộng Live.Chuyện của Masa, 20 giờ 45 hàng ngày trên K cộng Kit, duy nhất trên K cộng. Nóng bỏng ngoại hạng Anh trong tháng 11 này, chuỗi trận đầy sóng gió của Manchester United sẽ lên đến đỉnh điểm khi gặp gỡ với đối thủ cùng thành phố Manchester City tại vòng đấu thứ 11. Sau trận thua 0-5 trước Liverpool, sự kiên nhẫn của các cổ động viên đã không còn. Nhưng một chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố sẽ giúp Ronaldo và các đồng đội xoay chuyển được tình hình.Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19:30 thứ Bảy ngày 6 tháng 11. Ở vòng đấu tiếp theo, cuộc đối đầu đáng chú ý nhất sẽ là trận chiến giữa Liverpool và Arsenal. Với phong độ tuyệt vời ở mùa giải năm nay, Liverpool rõ ràng có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, kể cả đó là một Arsenal đang trên con đường trở lại với vị thế của mình tại giải bóng đá ngoại Anh. Vào lúc 0:30 Chủ nhật ngày 21 tháng 11, hãy cùng chờ xem liệu Arsenal sẽ cản bước thành công đội bóng của Jurgen Klopp hay không.Chelsea đối đầu với Manchester United sẽ là cuộc tư hùng đáng chú ý vào cuối tháng 11 này. Mặc dù phong độ tương đối trái ngược, nhưng trong những năm gần đây, Chelsea không hề dễ dàng để có được chiến thắng. Cụ thể, trong 8 lần gặp gỡ gần nhất, Chelsea chỉ thắng được 1 lần và có đến 3 lần nhận thất bại. Trận cầu tâm điểm của vòng 13 sẽ diễn ra vào lúc 23:30 Chủ nhật ngày 28 tháng 11.Nhỏ bé nhưng đầy quyền lực, đất nước Qatar, một điểm đến không quen thuộc, sẽ là nơi chứa đựng nguồn tài nguyên vô hạn cho một mùa giải kỳ diệu. Thắp sáng trời đêm và đi tìm ai là triệu phú cùng Formula One trên K cộng.Đạo diễn
Kim Jin Won, biên kịch